Hả? Con nào? Nói thế nghe được à? Chắc là cháu không phải là con nhà gia giáo nhỉ? Mẹ làm chuyện thế nhở? Mẹ hiểu nhầm hết con rồi, không phải. Mẹ im mồm đi. Làm bây giờ từ luôn, không có mẹ con gì cả. Ngồi đấy mà ăn được nữa à? Làm sao? Làm sao? Em là thai. Con ngu này, mày đã làm phò còn để bị dính à? Hả? Thằng nào? Em hiểu sao đây? Của anh chứ của thằng nào? Ok. Mày im mồm đi. Người ta nghe thấy bây giờ. Mày ăn ốc với thằng nào bắt tao đổ vỏ, tao không bị ngu nhá. Anh. Ơ kìa. Anh đi đâu? Anh không đi. Ơ kìa, bỏ ra. Mày làm sao đấy? Xuống xuống. Tao làm sao? Mày dựa vào đâu bảo đây là con của tao? Thì tôi hỏi anh, cả năm nay ngoài anh ra còn ở với thằng nào nữa? Ngoài anh ra, bố thằng nào dám làm mà không dùng biện pháp phòng tránh đấy? Anh phải tin em chứ. Có thật không? Mà tiền đâu mà nuôi? Thôi bỏ đi. Em bị điên à? Okay. Nói thế mà nghe được à? Okay. Con của anh đấy, em phải biết sót chứ. Thì sót, nhưng mà không có tiền đâu. Thế thì bây giờ anh về anh thua chuyện cả mẹ anh. Anh thật bảo là mẹ anh chiều anh nhất cơ mà. Nhà anh giàu như thế, chả nhẽ mà không cho tiền nuôi con à? Không được, mẹ không tin đâu. Một cười nhở, làm sao mà không tin? Thế bây giờ cùng em nó chữa anh ra như thế, xong rồi anh là con một. Mẹ anh mà không tin, không ưa em thì mẹ anh cũng phải thương cháu của bà. Bây giờ biết làm như thế nào? Chẳng nhẽ là vác cái bụng trành ảnh ra đập vào mặt mẹ à? Không được, biết làm thế nào bây giờ? Con chào mẹ. Long à? Dạ. Ngồi xuống đây con. Này, lâu lắm rồi không về thăm mẹ đấy. Dạ, con về thăm mẹ đấy ạ. Ừ. Mà mẹ thấy dạo này con trai mẹ gầy lắm. Chắc là ở ngoài đi làm vất vả lắm hả? Vất vả gì đâu ạ. Hôm nay con về, con mua quà cho mẹ đấy ạ. Cái gì đấy con? Mẹ ơi đây. Con biết là mẹ bị đau khớp và mất ngủ, nên đã tìm hiểu mua cho mẹ bộ sản phẩm hỗ trợ xương khớp Gosamin, giúp bổ sung các chất tăng nuôi dưỡng sụn khớp, hỗ trợ làm trơn các ổ khớp, hỗ trợ giảm khô khớp, cứng khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp. Kết hợp với viên uống ngủ ngon GABA có tác dụng hoạt huyết, tăng cường máu lưu thông lên não, giảm tình trạng hoa mắt chóng mặt, xây sầm mặt mày, hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng tinh thần lo âu, giúp tạo giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu ạ, đảm bảo giúp mẹ cải thiện sức khỏe ạ. Bố anh tự dưng hôm nay lại quan tâm tới mẹ thế. Này, chắc là muốn xin gì đúng không? Chỉ có mẹ hiểu con thôi ạ. Thế thì mẹ cho con xin tiền nhá. Tiền á? Thế anh làm gì mà phải xin tiền? Con làm gì là việc của con. Mẹ hỏi làm gì ạ? Này, anh đừng có hỗn với mẹ nhá. Anh phải nói rõ thì mẹ mới cho được chứ. Mẹ làm chuyện thế nhở? Vợ con có thai rồi,
Con xin tiền nuôi con ạ. Vợ á? Vâng. Vợ nào? Mà anh lấy vợ lúc nào đấy? Vậy nào mẹ hỏi làm gì? Mẹ cho con tiền để con đi. Thì ít ra thì anh cũng phải cho tôi gặp vợ anh thì tôi còn biết con dâu tôi chứ. Ôi giời ơi. Mẹ chờ con một tí ạ. Em ơi, vào đây em ơi. Ngồi xuống. Vợ con đây ạ. Con chào cô ạ. Chào cháu. Mà nhìn cháu quen thế nhỉ? Đó. Sao lại quen ạ? Nhìn ấy thì có vẻ là bầu thật đấy. Nhưng mà liệu có chắc chắn là con của con hay không? Mà nhìn cháu ấy, cô nghĩ rằng chắc là cháu không phải là con nhà gia giáo nhỉ? Sao mẹ nói thế ạ? Con với vợ con quen nhau một năm rồi, không phải con của con thì con ai ạ? Thôi được rồi, không biết thực hư như thế nào, nhưng mà mẹ sẽ cho anh tiền để chi tiêu. Còn khi nào bác sĩ thông báo ấy là con trai hay con gái thì lúc đó đến đây ta lại nói chuyện tiếp. Thôi được rồi mẹ ơi. Tiền của anh đây. Vâng, con xin mẹ. Thôi, bọn con đi vậy nhá. Có gì con về thăm mẹ sau. Con chào mẹ. Đi anh. Cô ạ. Đi đi. Được rồi, chiều nay chú đến gặp tôi có việc nhờ nhé. Rồi. Em đi chơi ở ngoài đường cả anh như thế này, vợ anh mà nhìn thấy xong rồi vợ anh đánh ghen em thì sao? Em không phải lo nhá, cứ đi với anh yên tâm nhá, thoải mái đi. Sao đâu? Gì này? Cô dám? Này, thằng danh con, mày thích chết à? Hả? Im mồm. Mày thích là độ không? Cút. Cô dám lừa tôi, đi theo dai à? Hả? Đủ rồi đấy. Mẹ. Kìa, mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Vì lâu lắm tôi không thấy anh chị về xin tôi tiền, thế nên là hôm nay tôi cất công đến đây để tôi thăm anh chị đấy. Dạ vâng. Mẹ cứ đùa bọn con ạ. À? Thế dạo này sức khỏe của mẹ tốt không ạ? Cảm ơn anh, sức khỏe của tôi rất là tốt. Nhờ có viên uống ngủ ngon GABA với cả viên khớp Cosami của tập đoàn Kohino ấy, mà sức khỏe của mẹ anh bây giờ rất là khỏe, thế nên là hôm nay tôi mới có sức đến đây xử lý anh chị đấy. Mẹ nói thế là sao ạ? Xem đi. Xem. Anh giỏi thật đấy. Anh dám lấy đĩ về để làm vợ, rồi còn hùa nhau về để lừa tôi tiền, rồi đi phá thai. Thì anh chị ấy, chị tưởng là qua được cái mắt của tôi không? Con mẹ hiểu nhầm hết con rồi, không phải. Cô lại còn nắm gión nói dối à? Tang chứng vật chứng lù lù như này mà còn dối à? Cô ngủ với hàng trăm thằng rồi có bầu về nhà tôi ăn vạ đấy à? Mẹ ơi, không phải như thế đâu ạ. Đây là con của bọn con mà con bị sảy thai mà. Dạ. Còn cả anh nữa. Anh ngu thì anh cũng ngu vừa thôi. Để cái đứa không ra gì nó rất mũi. Anh còn lừa mẹ dối cha. Anh làm cái thứ có được không hả? Đã thế anh còn bê tha bệ dạng, nghiện ngập.
Tôi nói cho anh biết nhá, ngày hôm nay tôi đến đây, tôi nói thẳng với anh luôn ý, là bây giờ từ luôn, không có mẹ con gì cả. Mẹ ơi, mẹ bỏ con, con biết sống như thế nào ạ? Mẹ ơi, con xin mẹ tha cho con ạ. Tử tế thì tôi còn thương anh, còn anh như thế này, tôi không thương nổi. Bây giờ thân anh tự lo đi. Còn ngày hôm nay ấy, tôi nói luôn cho anh biết, tôi quá sai lầm, tôi yêu thương và chiều chuộng anh. Anh có biết cả cái nhà này bằng tay bằng tiếng vì anh không? Bây giờ không còn gì nữa cả. Mẹ, làm sao mà so sánh được với các cô gái đẹp ngoài kia? Không thể như thế được. Chắc là anh định lừa tôi cả đời rồi đúng không? Anh không thể mất hết như thế được. Anh cảm thấy sốt lắm à? Dám phản bội tôi à? Tôi sẽ không để cho hai người yên đâu. Anh về rồi à? Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế? Dạo này công ty nhiều việc quá em ạ. Suốt ngày ngồi một chỗ mới mệt lắm. Đầu óc thì căng thẳng, xương khớp thì nhức mỏi hết cả. Thôi, anh vào thay đồ, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ra ăn cơm. Em chuẩn bị hết cả rồi. Anh cũng nhớ bé con của anh lắm. Đợi mấy hôm tới anh sẽ lại qua em nhé. Anh biết rồi. Anh nói chuyện với ai mà cười tủm tỉm thế? Đâu? Anh đâu á? Đây, em mới mua cho anh cái này, anh dùng thử đi. Đây là sản phẩm hỗ trợ xương khớp Gusamin, giúp bổ sung các chất tăng dưỡng nuôi sụn khớp, hỗ trợ làm trơn các ổ khớp, hỗ trợ giảm khô khớp, cứng khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp. Còn đây là viên uống ăn ngủ ngon GABA, giúp tăng cường hoạt huyết, tăng cường máu lưu thông lên não, giảm các tình trạng hoa mắt chóng mặt, xây sẩm mặt mày, hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng tinh thần, lo âu, giúp tạo giấc ngủ sâu, ngủ ngon giấc, tăng cường hoạt động não bộ và tăng cường trí nhớ, không bị mệt mỏi, uể oải. Kết hợp hai sản phẩm của tập đoàn Kohino này với nhau, đảm bảo sẽ giúp anh cải thiện được tình trạng sức khỏe hiện tại. Cảm ơn vợ nhé. Chỉ có vợ là thương anh thôi. Em vừa già, lại còn xấu nữa. Làm sao mà so sánh được với các cô gái đẹp ngoài kia? Em cứ nói linh tinh. Ngoài kia là của thiên hạ, chỉ có vợ là của anh thôi. Em mệt rồi, em đi nghỉ trước đây. Vợ. Thank you.
Em thấy anh có vẻ rất mong chờ chuyến công tác này thì phải. Anh... So với đợt trước thì đợt này em thấy anh tươi tắn và khỏe mạnh hơn nhiều đấy. Tại vì ấy, dự án lần này rất quan trọng. Với cả nữa là nhờ vào sự chăm sóc của vợ, cùng viên uống ngủ ngon GABA và viên xương khớp Gosamin của tập đoàn Koino, anh mới được như bây giờ đấy. Thôi, xe đến rồi, anh đi nhá. Hắn ta đi rồi, anh chuẩn bị đi. Anh, sao anh đến muộn thế? Con vợ ở nhà mẹ với anh làm gì ấy à? Vợ của anh ấy, thì làm được cái quái gì mà việc của anh ấy, làm sao mà cô ta quản được. Anh nhớ em lắm. Thế á? Mình làm luôn nhé. Một khốn này, mày dám cướp chồng tao à? Mày dám cướp chồng tao, cướp chồng tao. Sao? Làm sao? Anh thấy nhân tình của anh bị đánh, anh cảm thấy sớt lắm à? Anh nghĩ tôi là con ngu hay sao mà không biết anh ngoại tình với cô ta? Trang ơi, anh xin lỗi. Em nghe nói đã. Tôi không nghe anh nói cái gì hết. Mấy tháng qua vì để có được như ngày hôm nay mà tôi đã phải nhịn nhục hai người. Mà anh cũng giỏi thật đấy. Anh diễn kịch trước mặt tôi y như thật vậy. Nếu như mà tôi không biết chuyện này từ trước, chắc là anh định lừa tôi cả đời có đúng không? Chỉ tiếc là chuyện này không được như anh nghĩ thôi. Đơn ly hôn và toàn bộ chứng cứ ngoại tình của anh tôi đã đưa cho luật sư làm việc rồi. Nhà cửa, xe cộ, thậm chí là cái chức vị trưởng phòng hiện tại của anh cũng không còn nữa đâu. Để tôi chống mắt lên xem, khi mà anh không còn gì thì liệu cô ta có còn ở bên cạnh anh nữa không? Không, không thể như thế được. Trang ơi, anh xin em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể mất hết như thế được. Thế sao lúc anh làm việc như thế này, anh không ghi đến kết quả ngày hôm nay đi? Anh nên nhớ, tất cả những thứ anh có được như ngày hôm nay đều là nhờ vào quan hệ của gia đình tôi. Tôi cho anh được thì tôi cũng sẽ lấy lại được. Anh hiểu chưa? Còn cô nữa, cô chỉ là một nhân viên thực tập, năng lực thì không có, chỉ dựa vào nhan sắc để thăng tiến. Được, vậy thì để tôi xem cô sẽ thăng tiến kiểu gì. Bởi vì chính thức từ bây giờ, cô đã bị đuổi việc. Trang! Bỏ tay cô đi! Bỏ! Ôi này. Anh đùa em làm cái gì? Sao về muộn thế nhỉ? Alo. Anh à, sao nay anh về muộn thế? Đảm bận nhá. Gọi cái gì mà gọi lắm thế? Dạ. Vợ anh à? Kệ đi em. Ngon lắm đấy. Cảm ơn. Sinh nhật quan trọng gì? Cuộc sống còn nhiều việc đáng phải làm hơn đấy. Vậy em làm bữa sáng cho anh nhá. Với cả em có một món quà đặc biệt muốn dành cho anh đấy. Thôi khỏi đi.
Sáng nay tôi có hẹn rồi. Hôm qua tôi say nôn trong phòng đấy. Lát cô dọn giúp tôi nhá. Mà này, cô cũng nên kiếm việc làm đi. Đừng ở nhà ăn bám mãi như thế. Anh ấy thay đổi thật rồi. Mới ngày nào còn em đừng có buồn. Công ty phá sản không phải lỗi do em đâu. Mà em cũng vất vả nhiều rồi. Thời gian này em lên nghỉ ngơi nhá. Mà này, tiện thể mình làm một đứa nhỉ. Nhưng mà em nghỉ việc như thế, bây giờ cứ phải ngửa tay lên xin tiền anh, em thấy bí bích lắm, không chịu đựng được. Thế thì anh sẽ không để em ngửa tay lên nữa. Anh sẽ dùng hai tay của anh để dùng tiền đưa cho em. Được không à vợ yêu? Đợi anh lâu chưa? Em không lâu đâu. Alo ạ. Cô Thủy phải không ạ? Tôi là hàng xóm của bà An. Bà Hình ngất, không biết rồi. Tôi gọi cho cô bà không được. Cô về ngay nhá. Dạ vâng ạ. Anh ơi, nghe máy đi. Gọi đi à? Đến bao giờ anh mới chịu đuổi nó đi để cho em về đấy? Ngay bây giờ em đi với anh. Anh chỉ sợ em không dám thôi. Có gì mà không dám chứ. Nhưng mà em chỉ sợ anh nói đùa em thôi. Em mà biết anh nói đùa em á, em giận anh đấy. Hâm à? Anh đùa em làm cái gì? Lên xe đi. Bây giờ em chỉ ước ý, con vợ anh nó đừng có lên Hà Nội. Chứ bây giờ lên phiền ơi là phiền ý. Em cứ yên tâm, anh sẽ tình nguyện phục vụ em như một bà hoàng. Em nghỉ ngơi đi nhá. Anh Bảo, anh đang làm cái gì vậy? Thế chỉ là vợ của anh Bảo à? Thế mà em cứ tưởng là cô hay là gì cơ. Em ơi già thế. Mà chị không soi gương à? Mặt chị bây giờ ấy còn xấu hơn cả con vịt bầu ấy. Cô đúng là đồ khốn ạ. Cô có biết phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là tàn nhẫn như thế nào không? Uống hồ. Bây giờ tôi còn đang mang thai. Chuyện của cô tự giải quyết đi. Tôi không quan tâm. Chị đang mang thai à? Em đang mang thai này. Em có làm cái gì không em? Này, em có làm cái gì không? Bỏ tay cô đi. Bỏ ra. Như thế nào? My đã chịu đủ thiệt thòi để yêu tôi. Tôi không ngờ cô lại là cái loại người như thế đấy. Cô không thích đúng không? Cút ra khỏi đây đi. Tôi đúng là có mắt như mù mà. Anh nhớ đấy. Anh bỏ mẹ con tôi, sau này anh sẽ phải hối hận. Em có làm sao không? Ôi trời. Con ơi, con. Ôi này. Bà là ai đấy mà tự nhiên vào nhà tôi? Ô, nhà cô à? Cái thằng Bảo này tệ thật đấy. Bán nhà mà chẳng nói với mẹ một câu nào cả. Tôi xin phép cô, tôi đi đây. Từ bác ơi. Bác là mẹ anh Bảo à? Đúng rồi. Thế cô biết thằng Bảo nhà tôi đã chuyển nhà đi đâu không? Tôi mất điện thoại nên là không gọi cho nó được. Mẹ ông Bảo
Nhìn quê thế. Bác ơi, anh Bảo thì vẫn ở đây. Nhưng mà thôi, bác ngồi đi ạ, để cháu rót nước cho. Cháu mới bầu nước ạ. Cô chắc là bạn gái của thằng Bảo. Sao mà xinh thế nhỉ? Chả bù cho con vợ của nó. Nó xấu gì mà xấu thế chứ. Tôi nhìn mà chẳng ưa được nữa là. Đúng vậy đấy bác. Thế nên đang có bầu anh Bảo đuổi ra. Người đâu vừa xấu còn vừa hãm. Mà thôi, bác uống nước đi ạ. Cảm ơn con. Bỏ công mẹ đầu tư. Con không ngờ mẹ cũng thích dùng loại điện thoại hiện đại như này đấy ạ. Mẹ có việc cần. Con yên tâm. Những gì thuộc về con, mẹ đã lấy cho con từng thứ một. Ở đây. Con okay, cầm mẹ. Lấy ít tiền. Thích ăn gì thì mua mà tầm bổ con nhá. Dạ vâng, con xin mẹ ạ. Còn đây nữa. Sản phẩm này sẽ làm sạch da, dưỡng da, cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa mụn, còn làm giảm đi những vết thâm nám nữa. Nói gì thì nói, phụ nữ cũng phải đẹp con ạ. Đàn ông nó yêu mình bằng mắt mà. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con nhất định sẽ sử dụng ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, không những cho con mà còn cả cho cháu mẹ nữa đấy. Dạ vâng ạ. Là Mai đúng không? Cô Mai ơi, tôi buồn đi vệ sinh quá. Bà tự đi đi. Thế là khổ. Đàng đầu đi sao con mụ nhà quê. Cứ đợi đi. Đến khi ông bảo ông sang tên nhà của tôi thì tôi tống cổ hai bà mẹ con mà ra khỏi nhà. Tôi chán bà lắm rồi đấy. Bác xin lỗi nhá. Bác nhớ ra rồi. Cháu là My. Nhà bác đúng là có phúc. Cháu xinh đẹp như thế này, đáng lẽ ra là phải ở bên tỷ phú đại gia. Thế vậy mà cháu lại chấp nhận ở bên cạnh cái thằng Bảo nhà bác. Ngay cả cái lúc mà công ty của nó sắp phá sản. Cái gì? Phá sản á? Bác thì bệnh tật như thế này, lúc lẫn lúc dở. Sau này ấy, phải chăm sự nhờ cả vào cháu chăm sóc, chứ biết nhờ ai được. Thôi, bác không ăn nữa đâu. Bác không ăn nữa đâu. Cháu dọn đi nhá. Bác đi vào phòng nghỉ tí đây.
vừa gửi cho anh địa chỉ rồi nhá. Anh đến nhanh lên nhá. Cái gì đây? Tôi không ngờ cô lại là cái loại người như thế đấy. Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Không phải đùa ấy. Xin lỗi nhá. Nếu mà không vì căn nhà này ấy thì tôi cũng không phải chịu đựng người không ra người ngậm răng ngậm như mẹ con anh đâu. Alo, mẹ à? Con nghỉ ngơi đi. Mẹ đang đi mua ít đồ về nấu cơm. Lỡ bước phải đường xấu rồi thì chỉ có cách kiên trì mà vượt qua thôi. Nhưng sai thì nhất định phải sửa, thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Vâng, con sẽ sửa đổi mẹ. Dạ vâng, con chào mẹ. Vào đây con. Sao? Con không ngờ cái Thủy bây giờ nó lại xinh đẹp như thế có phải không? Người ta đã nói rồi, không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Mấy cả thời gian vừa rồi con cũng vô tâm quá thôi. Dạ, phải ạ. Mà sao mẹ lại... Còn sao nữa? Con trai mẹ dốt, bị che mắt, rồi làm càn. Chứ còn mẹ đây á, thì tinh lắm. Nhất định là mẹ không để mất cháu, mất con của mẹ đâu. Thủy có bỏ hả mẹ? Vậy mà con cứ tưởng... Thủy ơi... Anh làm khổ mẹ con em rồi. Không sao đâu. Mặt biển có nhiều khi phẳng lặng thế, nhưng mà ở dưới đáy vẫn có sóng ngầm. Huống hồ vợ chồng với nhau phải có lúc nọ lúc kia chứ các con. Mẹ chỉ tin rằng sau cái lần sai lầm này, thằng Bảo nó biết để nó không làm tổn thương đến vợ con của nó nữa. Sau này anh không như thế nữa đâu. Thôi, chuyện sau này thì để sau này nói. Còn chuyện bây giờ phải làm ngay và luôn. Là chiều nay các con bớt chút thời gian đi làm thủ tục giấy tờ nhà sang tên cho con Thủy. Này, cả thẻ lương cũng phải đưa cho vợ giữ. Có như thế thì mẹ mới yên tâm được con trai ạ. À.